Chó sói Bắc Cực giao tiếp qua âm thanh và vị trí của đuôi. Cách phát âm của sói Bắc Cực bao gồm hú, gầm gừ, thúc thiếp và sủa. Những âm thanh này có thể là sự kết hợp của tiếng gầm gừ hoặc tiếng sủa. Chúng có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào trong ngày và rất hiếm khi phát ra âm thanh vào buổi tối. Vì vậy, khi bạn nghe thấy tiếng sói Bắc Cực hú vào ban đêm, hãy biết rằng chúng đang cố gắng giao tiếp với nhau vì một trường hợp đặc biệt nào đó. Tiếng sủa được sử dụng như một lời cảnh báo để thể hiện sự hung hăng khi bảo vệ một bầy hoặc lãnh thổ. Sói Bắc Cực mẹ có thể sủa để báo hiệu cho đàn con khi chúng cảm thấy nguy hiểm. Tiếng gầm gừ cũng được sử dụng như một dấu hiệu cảnh báo. Nhưng con sói Bắc Cực thường gầm gừ với những kẻ xâm nhập để biểu thị sự thống trị. Sói Bắc Cực có thể phân biệt giữa tiếng hú phòng thủ và tiếng xã hội. Con cái cũng rên rỉ khi cho con bú. Tiếng hú nhằm mục đích liên lạc đường dài. Một tiếng hú phòng thủ được sử dụng để giữ hoặc gói các thành viên trong đàn quay trở về và ngăn những kẻ xâm nhập tránh xa. Nó giúp những con sói Bắc Cực bảo vệ những con non chưa thể chạy trốn khỏi nguy hiểm. Sói thường sử dụng nét mặt, định vị tai và đuôi để giao tiếp. Đuôi cong ra sau hai chân sau và tai cụp về phía sau thể hiện sự phục tùng. Đuôi thẳng và tai vểnh lên hoặc hướng về phía trước cho thấy sự thống trị. Hàm răng để hở, mõm nhăn nheo và tai nhô cao hoặc thấp và lệch sang một bên truyền đạt thông điệp đe dọa.